Vào ngày mai 1 tháng 7, trái bóng vòng loại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019, lứa tuổi U13 chính thức lăn trên sân bóng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Xuyên Mộc. Dù diễn ra muộn nhất, nhưng vòng loại U13 huyện Xuyên Mộc được kỳ vọng sẽ đạt chất lượng chuyên môn cao nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội tham dự. Đội U13 câu lạc bộ bóng đá trẻ huyện Xuyên Mộc là một trong số đó. Được thành lập từ năm 2015, câu lạc bộ bóng đá trẻ huyện Xuyên Mộc hiện đang đào tạo hai lứa cầu thủ U11 và U13. Tham dự vòng loại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2019, câu lạc bộ bóng đá trẻ huyện Xuyên Mộc cử cả hai đội tham dự, trong đó đội U13 nhận được nhiều kỳ vọng vì đã tập luyện bài bản từ nhiều tháng nay. Thì từ khi nhận văn đến giờ thì câu lạc bộ đã hăng say tập luyện với tinh thần quyết tâm cao để đạt được cái kết quả cao nhất cho giải sắp tới, khu vực vòng loại nói riêng và vòng chung kết nói chung. Không chỉ được tập luyện bài bản thường xuyên, U13 câu lạc bộ bóng đá trẻ Xuyên Mộc còn sở hữu lực lượng đồng đều, trong đó có nhiều em được đánh giá có tố chất trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Học thầy cũng được 4 năm và thầy chỉ dạy cho con rất thầy rất chỉ bảo tụi con từng chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Mục tiêu của em là đã tốt vòng loại ngoài để vô chung kết, được đá sức chính để nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ có ích cho đất nước Việt Nam. Với những yếu tố kể trên, U13 câu lạc bộ bóng đá trẻ Xuyên Mộc được kỳ vọng sẽ cùng U13 câu lạc bộ bóng đá Prim trở thành hai đội bóng mạnh tại vòng loại giải bóng đá thiếu niên di động cúp truyền hình BRT lứa tuổi U13 tại huyện Xuyên Mộc, bắt đầu khởi tranh vào sáng ngày mai 1 tháng 7.